Trường Sơn xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình tin tức thời sự ngày 4 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Theo dõi nhân quyền quốc tế kêu gọi Liên Âu nên thu hồi các lợi ích của Việt Nam hưởng lợi từ EVFTA vì vi phạm nhân quyền. Bắt giam cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vì những sai phạm tại EVN. Miền Bắc tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu điện vào mùa hè năm 2024. Mỹ-Philippines tập trận chung ở Biển Đông, Trung Quốc cũng tiến hành tuần tra. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Liên minh châu Âu không cho Việt Nam hưởng các lợi ích từ Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, do sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của Hà Nội trong nhiều năm gần đây. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, có phát biểu như vừa nêu sau tuyên bố của riêng nhóm tư vấn trong khối Liên Âu, viết tắt là DAG, về sự lo ngại của họ cho tình hình nhân quyền Việt Nam. Nhóm này tự đưa ra tuyên bố hôm 14 tháng 12 sau cuộc họp lần thứ ba với nhóm tư vấn trong nước của Việt Nam, DAG Việt Nam, tại Bỉ cuối tháng 11 năm ngoái mà không đưa ra được tuyên bố chung. Trong tin nhắn gửi đá châu tự do ngày 4 tháng 1, Ông Phil Robertson bình luận về thông cáo của EU DAG. Nhóm tư vấn trong khối Liên minh châu Âu đã quá lịch sự. Xét đến mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm nhân quyền của Việt Nam và việc vi phạm trắng trợn những lời hứa cho phép sổ dân sự, giám sát và tham gia thực hiện chương thương mại và phát triển bền vững. Chính phủ Việt Nam đang tiến hành một cuộc đàn áp toàn diện đối với các nhà bảo vệ môi trường, các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu và bất kỳ nhà lãnh đạo xã hội dân sự nào dám nêu lên việc Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và quyền lao động. Ông cho rằng việc chính phủ Việt Nam không đưa ra thời gian biểu phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO như đã hứa cho thêm mức độ dối trá mà họ đang làm. Ông kêu gọi khối 27 quốc gia lên có các hành động cụ thể đối với sự vi phạm nhân quyền của Việt Nam thay vì tiếp tục bị đùa giỡn, Liên minh châu Âu nên bắt đầu vạch ra các biện pháp để bắt đầu thu hồi các lợi ích theo hiệp định thương mại tự do liên Âu Việt Nam cho đến khi Hà Nội thực sự duy trì các cam kết bảo vệ quyền lợi, cho phép thành lập các công đoàn độc lập và thực hiện các cải cách môi trường thực sự song hành với xã hội dân sự. Trong tuyên bố của mình, nhóm tư vấn trong khối EU nêu ra các vụ việc bỏ tù lãnh đạo một số tổ chức xã hội dân sự có đăng ký và có ý định tham gia DAG Việt Nam như nhà báo Mai Phan Lại và luật sư Đặng Đình Bách về tội danh trốn thuế. EU DAG nói quyền của các tổ chức xã hội dân sự trong việc xem xét, giám sát việc thực hiện các cam kết thương mại và phát triển bền vững của EVFTA, bao gồm các cam kết trong thương mại và phát triển bền vững phải được tôn trọng. Các cơ chế thương mại và phát triển bền vững chỉ có thể thực hiện đúng lời hứa nếu xã hội dân sự có thể giám sát và xem xét kỹ lưỡng việc thực hiện chúng một cách minh bạch. Nhóm này cũng thúc giục EU quyết liệt hơn với Việt Nam. Chúng tôi nhắc nhở Việt Nam rằng nhân quyền là một yếu tố thiết yếu của Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam và do đó bao trùm toàn bộ EVFTA, việc đe dọa và quấy rối các chủ thể xã hội dân sự đang giám sát các cam kết mà các bên cam kết phải được EU đề cập một cách quyết đoán. Giữa tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương Việt Nam công bố quyết định thành lập DAG Việt Nam với ba thành viên chính thức là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện giới sử dụng lao động, Viện Công nhân và Công đoàn, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền Vững Năm sau, bộ này bổ sung thêm 4 thành viên nữa, nâng tổng số thành viên của DAG Việt Nam lên thành 7. bốn thành viên mới là Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên và Hiệp hội Thang máy Việt Nam. Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại gia Việt Nam cùng với 3 tổ chức gồm Viện Công nhân và Công đoàn, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên với đề nghị bình luận về tuyên bố của EUDAG nhưng chưa nhận được ngay phản hồi. Tiến sĩ Nguyễn Quang E, một nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, cho rằng nhiều tổ chức trong DAG ở Việt Nam thân thiết với chính quyền và ông nghi ngờ sự độc lập trong việc giám sát thực thi EVFTA. Từ Đức, bà Thục Quyên, một người hoạt động nhân quyền và theo dõi sát việc thực thi EVFTA, nói trong tin nhắn gửi đá châu tự do. Để hiệp định thành công và mang lại lợi ích cho đất nước và người dân, phía việt nam cần nghiêm chỉnh tạo một khung chính sách để xã hội dân sự tham gia một cách tự do và an toàn vào việc thiết kế ra quyết định giám sát và thực hiện việt nam có bổn phận thúc đẩy các điều kiện thuận lợi cho xã hội dân sự đã được quy định trong hiệp ước nhằm tạo ra và duy trì về mặt luật pháp và trên thực tế một môi trường thuận lợi an toàn cho xã hội dân sự tự do hoạt động cần nhất hiện nay là luật pháp và chính sách liên quan đến đăng ký và các đòi hỏi về thuế má phải minh bạch và phù hợp với các quyền cơ bản, bao gồm quyền tự do hội họp, lập hội và biểu đạt. Bà cho rằng việc bắt bớ, kết án và giam giữ vô cớ các nhà hoạt động nhân quyền và môi trường bất chấp luật pháp quốc gia và quốc tế cần phải chấm dứt. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vào ngày 4 tháng 1 bị bắt tạm giam và khám xét chỗ ở với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong những sai phạm liên quan đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Trên thông tin của Bộ Công an vào cùng ngày, loan báo tin này và cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Vượng vào ngày 2 tháng 1 vừa qua thông báo không cho biết cụ thể các sai phạm của ông Vượng là gì và chỉ cho biết vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thông tin được truyền thông nhà nước Loan, ông Hoàng Quốc Vượng, 61 tuổi, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8 năm 2010, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy của EVN từ tháng 9 năm 2012 đến năm 2015. Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2015 đến năm 2020, ông Vượng được điều động làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN vào tháng 11 năm 2020 và nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Miền Bắc Việt Nam có thể lại phải đối mặt với tình trạng thiếu điện vào giai đoạn cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7 tới. Truyền thông nhà nước hôm 4 tháng 1 dẫn thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc dự báo có thể thiếu điện từ 1.200 đến 2.500 MW trong giai đoạn hè 2024. Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đưa ra hai kịch bản cấp điện năm 2024 mà theo đó các phương án cao EVN NPC có thể thiếu từ 1.200 đến 2.500 MW vào cuối tháng 5 đến tháng 7 trong khi năm nay miền Bắc sẽ không có nguồn điện lớn nào được bổ sung. Hồi hè năm 2023, miền Bắc cũng đã phải trải qua tình trạng thiếu điện trong nhiều tuần lễ do các thủy điện thiếu nước, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều khu công nghiệp lớn. Để đối phó với tình trạng thiếu điện, EVN NPC dự kiến sẽ mua điện từ Trung Quốc qua lưới điện 220 kV, cấp điện cho một phần Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Thái Nguyên với sản lượng mua cả năm 2.569 tỷ kWh. Ngoài ra, công ty cũng dự kiến nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua các đường dây 110 kV liên kết, thâm cầu, móng cái, lào cai, hà khẩu, mà mau chiao, thanh thủy. Trung Quốc tiến hành tuần tra định kỳ ở Biển Đông với sự tham gia của các lực lượng không quân và hải quân trong hai ngày 3 và 4 tháng 1, vào khi Philippines và Mỹ cũng đang tiến hành tập trận và tuần tra chung ở vùng có nhiều tranh chấp này. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc cho biết thông tin này nhưng không cho biết cụ thể địa điểm thực hiện cuộc tuần tra ở biển Đông. Trước đó vào ngày 3 tháng 1, quân đội Philippines loan báo Mỹ và Philippines bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày ở biển Đông vào ngày 3 tháng 1. Reuters dẫn thông báo của quân đội Philippines cho biết cuộc tuần tra và diễn tập chung lần này với Mỹ có sự tham gia của bốn tàu của Philippines và bốn tàu của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ. Trong số này có một hàng không mẫu hạm, một tuần dương hạm. Tư lệnh lực lượng quân đội Philippines Romeo Brunner được Reuters dẫn lời cho biết cuộc diễn tập lần này đánh dấu một bước nhảy trong liên minh giữa Mỹ và Philippines và hoạt động tương tác giữa quân đội hai nước. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc cho biết Cuộc tuần tra lần này nhằm ngăn chặn các hoạt động gây rối tại Biển Đông, tạo ra những điểm nóng. Cuộc tập trận chung lần này giữa Mỹ và Philippines được cho là sẽ làm cho Bắc Kinh tức giận. Bắc Kinh vào tuần trước tuyên bố, nước này sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước các hành động mà Bắc Kinh gọi là gây hấn liên tục của Philippines. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng ngay trên kênh youtube và facebook afa tiếng việt